Đại Nghĩa và chương trình Đối Mặt Thời Gian đã quay trở lại với quý vị khán giả vào thứ ba hàng tuần lúc 20 giờ 30 phút trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Hurra bánh bông lan được làm từ trứng đến từ công ty cổ phần BPK và Bipina Nhật Bản tiêu hóa dễ dàng đại tràng khỏe mạnh đã đồng hành cùng với chương trình. Và thưa quý vị, cứ mỗi thứ ba hàng tuần là chúng ta lại gặp tới 10 bạn trẻ. Họ rất là dễ thương và đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ sẽ chia làm hai, mỗi nhóm 5 người để cùng tranh tài cùng nhau chọn ra trong nhóm một người xuất sắc nhất. Có nghĩa là người sẽ loại 4 đối thủ còn lại của mình, duy nhất trong nhóm đại diện nhóm tiến vào vòng đối mặt, so tài cùng với người xuất sắc nhất của nhóm 2. Và đây là 5 thành viên của nhóm 1. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với thành viên đứng ở vị trí số 1. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin chào anh Đại Nghĩa cũng như là xin chào tất cả các bạn đồng nghiệp cùng chơi. Mình là Đỗ Phú Quý và hiện tại mình đang là ca sĩ. Rất là vui khi ngày hôm nay Quý được có mặt trong chương trình. Và hiện tại với một cái bầu không khí rất là căng thẳng như thế này thì Quý cảm thấy thật sự cũng rất là căng thẳng thiệt. Không sao. Tại vì là cái màu sắc xung quanh đây đen, trắng, mình cảm giác nó có cái gì đó, nó hơi quyền bí, nóng bỏng cho nên căng phải không em? Vì tên chương trình mình là Đối Mặt Với Thời Gian. Mà một khi em đã đối mặt với thời gian mà một cách gấp rút là em bắt đầu em mất bình tĩnh, cho nên hy vọng là bây giờ và suốt cả chương trình em sẽ giữ được bình tĩnh và giữ được một cái gọi là một cái tinh thần ổn định nhất để mình có thể đối đầu với tất cả những câu hỏi của chương trình. Đúng vậy, hãy giữ cho mình một tinh thần thật tốt, mình mới có thể đối mặt được với thời gian. Yeah. Bạn số 2, giới thiệu đi em. Xin chào tất cả mọi người, mình là Jay, mình là thành viên của nhóm nhạc Monster. Hiện mình đang là ca sĩ. Đến với chương trình thì mục tiêu là học hỏi là chính nhưng mà phần thưởng vẫn là chủ yếu. Em là Jay. Vâng, là Jay. Đây là nghệ danh, còn tên thật của mình là gì nè? Tên thật của em là Phạm Tiến Đạt. Đạt, Tiến Đạt đúng không? Tiến Đạt. Bởi vì trong chương trình này chúng ta sẽ gọi tên Việt Nam nha. Bởi vì có những bạn tên nước ngoài, tên Hàn Quốc vô đây làm cho những người bạn xung quanh khó nhớ, khó gọi tên. Không gọi được. Mình phải công bằng đúng không? Tên Jay, tên Sisi, tên Rosemary, cái gì đó. Ở bên ngoài kia bước vào đây, chúng ta hãy sử dụng tên tiếng Việt của mình. Cảm ơn em. Bạn ở số 3. Xin chào tất cả khán giả, xin chào anh Nghĩa và xin chào tất cả các bạn cùng chơi. Mình tên là Trần Phong Hào, nghệ danh của mình là Nicky và mình là trưởng nhóm nhạc Monster. Và ngày hôm nay thì mình cũng chẳng có tinh thần gì cả, cũng không máu chiến, chỉ đến để biết là khả năng mình có run sợ khi mà đối mặt với thời gian hay không, và mong rằng là ngày hôm nay thì mình sẽ thể hiện được tất cả những gì mà mình mong muốn trong ngày hôm nay. Vậy là hai em cùng chung nhóm với nhau đúng không? Nhóm mình hoạt động bao nhiêu năm rồi em? Hiện tại tính đến bây giờ là gần 3 năm rồi ạ. 3 năm, gồm mấy thành viên? Nhóm của bọn em thì gồm 5 thành viên. Ở đây thì có xuất hiện 3 thành viên rồi và còn 2 thành viên khác nữa. Ông cái bên này cũng chung nhóm luôn hả? Dạ. Gì đến ra liền. Rồi khoan, em giới thiệu trước đi rồi anh nói tiếp. Số 4. Xin chào tất cả mọi người, em là Trung và nickname của em trong nhóm là Key, em rapper trong nhóm Monster. Key. Dạ. Trong nhóm luôn. Vâng. Tên thật là Trung. Thật là Trung. Còn em số 3 trong nhóm em tên gì? Em tên là Nicky ạ. Thấy không mệt kia chưa? Nếu mà nhớ mấy cái tên nickname này của mấy ông là điên đầu á. Jay, Nicky, rồi Khi. Thấy không? Lấy tên tiếng Việt hết. Đây, Tiến Đạt, Phong Hào và Thái Trung nha. Ba thành viên của nhóm nhạc. Nó nghe nè, bộ bữa nay nhóm nhạc mình không có đi hát, sao rảnh rỗi ba ông kéo tới đây chơi vậy? Thật ra là bọn em cũng ra vẻ là bọn em bận rộn đấy, nhưng mà thật ra là bọn em mấy hôm nay cũng khá là dài. Em ơi, hôm nay thứ ba là ngày cũng đầu tuần mà. Nhưng mà nghệ sĩ mình rảnh rỗi nó là cũng chuyện bình thường em nhá. Nhưng mà thật ra không, đây là bận á, là đến đây là để bọn em trau dồi thêm kiến thức để sau này bọn em ra đời bọn em tốt đẹp hơn nó, kiểu như vậy là bọn em khi là bọn em bận á. Ông này đúng là nhóm trưởng, không có miệng lưỡi dễ sợ chưa, nói sao cũng được hết trơn á. Đến đây coi như là một cơ hội để mình kiểm tra kiến thức của mình nè, rồi kiểm tra cái sự tự tin bản lĩnh của mình khi đối mặt với thời gian như thế nào. Và cuối cùng em gái số 5. Dạ vâng ạ, xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Đại Nghĩa. Mình là Vân Anh, là diễn viên và người mẫu. Đến với chương trình này hy vọng là em sẽ không, sau chương trình này em sẽ không có một cái biệt danh là ví dụ như là cô gái vàng của làng não cá hay là đại loại thế. Không đâu à. Thấy em rất là tự tin. Em sợ là chị ấy đang ngây thơ để mà mình là lừa đó, cúi đó, cúi đó.
dễ không? Ngây thơ ngơ ngác lắm. Con này vàng ngơ ngác đạp lên xác con này khác mà đi. Ở đây có 3 thành viên của nhóm nhạc. Vậy thì cớ gì mà mình không yêu cầu 3 ông này hát chung với nhau bài? Bài nào mà nhóm nhạc của các em thường hay biểu diễn? Chắc là bọn em xin hát một đoạn nhỏ nhỏ của bài hát mới nhất bọn em vừa cho ra mắt. Bài này thì đoạn điều khúc nó cũng không có ý nghĩa gì, nó chỉ là một câu tượng thanh thôi, nhưng mà mong là cái âm thanh này thì nó sẽ khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn. 2, 3. Ba da ba da do ba ba do ba 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 do. Take my hand and dance. Ba da ba da do ba ba do ba 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 do. Ba da ba da do ba ba do ba 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 do. Take my hand and dance. Ba da ba da do ba ba do ba 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 do. Yeah, chỉ vậy thôi ạ. Vâng. Là nó chỉ có đó, chỉ có vậy đó. Dạ thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một ca khúc với cái nội dung rất là nhân văn và sâu sắc, rất nhiều ý nghĩa nữa. Tên bài hát cũng là Baradu luôn ạ. Baradu, Baradu, Baradu. Hay. Rồi bây giờ thoải mái tinh thần rồi đúng không? Một lần nữa giới thiệu lại quý vị khán giả nhóm đầu tiên của ngày hôm nay. 5 thành viên: Phú Quý, Tiến Đạt, Phong Hào, Thái Trung, Vân Anh. Phải nhớ rõ tên nhau nha, để hồi mình gọi tên bạn để mình chuyển lượt chứ. Các em nhìn xem, trước mặt anh có 6 cái đồng hồ. 6 đồng hồ này hiển thị 6 mức thời gian khác nhau: 30 giây, 45 giây, 1 phút, 1 phút 30 giây, 1 phút 45 giây và 2 phút. Chúng ta không biết chúng ta bấm đồng hồ bao nhiêu giây. Khán giả truyền hình thì biết, ở nhà họ xem TV, họ sẽ thấy màn hình thời gian hiển thị trên đó. Còn chúng ta thì không, cho nên chỉ tập trung vào câu hỏi và trả lời. Nếu các em trả lời đúng hoặc là các em sẽ nói tiếp, anh sẽ đọc tiếp câu hỏi để các em trả lời thêm nữa để ghi thêm điểm. Còn nếu không tự tin lắm hoặc là cảm nhận thời gian gần hết thì hãy gọi tên một người bạn nào trong số ở đây để chuyển lượt. Và người chơi nào được chuyển lượt mà chưa kịp trả lời, hoặc trả lời rồi mà chưa kịp gọi tên người tiếp theo, hoặc trả lời rồi mà anh chưa xác nhận là đúng hoặc sai mà thời gian kết thúc ngay đó, thì xem như chúng ta sẽ dừng cuộc chơi. Và tất cả số điểm của người bị thua sẽ dồn hết qua cho cái người nào đó vừa mới gọi tên mình. Đó. Cho nên là tất cả mọi người phải cố gắng nha. Ở đây chúng ta có nhiều mốc thời gian trên 30 giây. Cho nên nếu như các em nghe một âm thanh như thế này nổi lên để báo hiệu rằng 30 giây vừa trôi qua, hãy nhớ nè. Đó. Nghe âm thanh đó thì biết rằng 30 giây vừa trôi qua. Nhớ ha. Còn bây giờ Phong Hào, anh nghe đồn em là người bốc thăm. Vâng. Ra quân đầu tiên phải không em? Vâng ạ. Em hồi hộp không? Khi là người phát pháo mở màn. Em rất hồi hộp ạ, tại vì mấy cái này em không có giỏi. Kiến thức của em cũng, em nghĩ là không bằng mấy anh chị ở đây đâu. Và em cũng là một người hấp tấp lắm, thế nên là em thôi thì hên xui à. Em ơi, em hãy vui đi, bởi vì người bấm nút và người trả lời đầu tiên mới là người may mắn với em. Là bởi vì thời gian còn dài, chưa có gì cả đúng không? Nhưng mà em chỉ sợ là thời gian dài mà em không trả lời được câu nào hết á. Thường những câu hỏi đầu bao giờ cũng là những câu hỏi dễ như cho, được chưa? Anh hứa nha, anh hứa nha. Anh mà hứa. Không trả lời được câu nào là sao nhỉ? Thì em đi về. Biết sao giờ. Rồi, chuẩn bị, mời Phong Hào bấm nút. Đồng hồ số 3. Đồng hồ số 3 bao nhiêu giây? Đừng quan tâm. Chỉ cần tập trung vào câu hỏi của anh thôi. Phú Quý ổn không em? Dạ dạ, em hơi lên cơn chút xíu thôi. Lên cơn rồi, em đã hít thở sâu rồi. Các em cứ yên tâm, ở ngoài phim trường bao giờ cũng chuẩn bị sẵn bình oxy này kia, rồi nước biển, rồi xe cấp cứu này nọ, đầy đủ cho các em với những ai yếu tim. Thời gian dành cho Phong Hào cũng như tất cả các bạn bắt đầu. Câu lạc bộ nào đã thắng 16 trận liên tiếp ở giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha mùa giải 2010-2011? Barcelona. Đúng. Tiếp. Ở thành phố Hồ Chí Minh có chợ nào chuyên bán các sản vật miền Trung? Chợ phường 11, Tân Bình. Đúng. Tiếp. Trong bài hát Bố là tất cả của cố nhạc sĩ Thập Nhất, người bố được ví như con gì để cho con chơi? Con ngựa. Đúng. Quý. Hai chị em gấp được 60 cái thuyền, riêng chị gấp được 40 cái. Hỏi hai chị em gấp được bao nhiêu cái? 60 cái. Đúng. Nào. Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước ta được xây dựng dưới triều đại nào? Lý. Đúng. Anh. Giải thưởng Mâm Xôi Vàng là của điện ảnh nước nào lập ra? Mỹ. Đúng. Tiếp. Ở Malaysia, loài quả nào được mệnh danh vua của các trái cây? Sầu riêng. Đúng. Tiếp. Hắc
Công Tử quê ở Bạc Liêu. Vậy Bạch Công Tử quê ở tỉnh nào ngày nay? An Giang. An Giang. Sai, Tiền Giang. Chương trình Thay Lời Muốn Nói HTV phát sóng số đầu tiên vào năm nào? 2000. Đúng. Trung. Mặt chính của Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh nằm trên con đường nào? Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đúng. Tiếp. Núi nào năm ngọn quây quần, kim mộc thủy hỏa thổ gần bên nhau? Ngũ Hành Sơn. Đúng. Đạt. Từ tháng 2 năm 2019, cầu thủ Xuân Trường sang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá của quốc gia nào? Thái Lan. Đúng. Tiếp. Trong bảng cửu chương thì 8 x 7 bằng bao nhiêu? 56. Đúng. Quý. Hoàn thành câu tuần ngữ sau: bà con xa không bằng chấm chấm, láng giềng gần. Đúng. Tiếp. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra bao nhiêu ngày đêm? 56. Đúng. Dạ, hào hào. Hết giờ. Wow. Quý ơi, hết giờ rồi Quý ơi. Quý ơi. Mình được ba. Mình được điểm của Quý rồi. Quý ơi, em tiếp một tí nữa thôi Quý. Trời em vừa ơi, trả lời xong thì kết thúc thời gian trước khi em gọi tên của bạn. Đó. Hồi nãy trả lời câu trước á, mình trả lời đúng câu trước, mình chuyển lượt đi. Đúng rồi, câu đó chuyển đi thì được rồi. Hôm nay là quả thật là một ngày may mắn của em. May mắn thế nào? Dạ. Thì em thấy mình thật là may mắn khi mà mình đọc không kịp. Tại vì mình thấy thời gian dài không? Hơi dài đúng không? Tại vì là tự nhiên cái em có một cái lo. Đáng lẽ là em hơi tiếc là nếu mà cái câu đầu á em trả lời luôn hai câu để mà mình có một cái số điểm cao hơn, nhưng mà em cứ sợ là vào cái gói cái đồng hồ chậm nhất. Lỡ như mà mình vô cái gói đồng hồ chậm nhất rồi như thế nào em không biết, nhưng mà em hay bị quýu như vậy đó. Nhưng mà wow, em vẫn may mắn. Nè, rút kinh nghiệm ở những cái phần sau các em nha. Khi mà đã qua một khoảng thời gian ban đầu 5-3 người trả lời rồi á, thì có nghĩa là thời gian còn lại rất ít. Cho nên nếu như mình trả lời đúng một cái là mình chuyển lượt ngay. Đồng hồ thời gian vừa rồi mà Hào bấm nút chọn được là 1 phút 45 giây. Xuất sắc. Dài ghê. Rất là tiếc khi Phú Quý đã trả lời đúng cái câu hỏi đó, là chiến dịch Điện Biên Phủ đã diễn ra bao nhiêu ngày đêm, là 56 ngày đêm. Nhưng mà chưa kịp chuyển lượt, chưa kịp gọi tên thì đồng hồ đã dừng lại, sau đó Phú Quý mới gọi. Vì vậy theo luật chơi của chúng ta, Phú Quý sẽ là người bị loại ở vòng 1. Trời ơi, tự nhiên tôi cảm giác có một cái gì đó, nó cái cắn cân, nó thiên vị, nó lệch ở đây nè. Hình như là tất cả mọi người đều đổ dồn vào Phú Quý để cho Phú Quý phải ra về sớm. Không biết rằng Vân Anh là có móc nối gì với ba chàng bông ta này không? Dạ, em cũng chờ đợi một cái plot twist cuối cùng á. Dạ, khi mà lòi ra những cái mà sự gắn kết ngầm ở đâu á. Dạ thưa quý vị, nãy giờ Phú Quý rất là tự nhiên, Phú Quý không hề cay cú nha. Dạ, em không hề cay cú vì em biết hôm nay em rất là đẹp. Cho nên em không có cây cú và em chơi 15 phút của em thấy là cũng rất là đẹp, nhiều rồi đó. Rất dạ. Đẹp đúng không? Dạ. Vậy thì em đẹp ơi, sắp tới sản phẩm của em đẹp là gì? À dạ, sắp tới sản phẩm của em là một vẫn là một cái ca khúc ballad sở trường của em. Và cái hình ảnh em hướng đến là một cái hình ảnh hoàn toàn mới. Và em xin phép được giữ kín cái sản phẩm này. Và mong là khi mà tung ra là mọi người sẽ ủng hộ rất là nhiều. Rồi. Dạ. Được thôi, hãy giữ bí mật để khi tung ra khán giả đều bất ngờ nha. Dạ. Như vậy là điểm của Phú Quý là 2.000 điểm sẽ được chuyển qua cho Tiến Đạt. Phú Quý sẽ ra về với một giải thưởng của chương trình là một chiếc điện thoại thông minh. Chào tạm biệt em. Chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Đối Mặt Thời Gian. Đây là vòng thi thứ hai của nhóm 1. Bây giờ thì Tiến Đạt đang có 3.500 điểm, Phong Hào 3.500 điểm, Thái Trung 1.500 điểm và Vân Anh 3.000 điểm. Người ít điểm nhất của vòng này sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ và trả lời trước. Anh mời Trung đặt tay lên màn hình và bấm nút. Đồng hồ số 5. Chuẩn bị nha, tập trung trả lời câu hỏi, đừng quan tâm cái đồng hồ này bao nhiêu giây. Chuẩn bị, bắt đầu. Nhân vật lịch sử Đinh Núp hay anh hùng Núp là người dân tộc nào? Võ Tòng. Sai. Dân tộc Ba Na. Dân tộc Ba Na. Trong bài hát Ngày Đầu Tiên Đi Học của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, mẹ đưa em đến trường bằng phương tiện gì? Đi bộ. Đúng. Tiếp. Bạn hãy cho biết thành tích của Hoa Khôi Áo Dài Lan Khuê tại cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới năm 2015. Top 10. Sai. Top 11. Câu nói ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc gắn với tên tuổi của nhân vật lịch sử nào nước ta?
quá có thể. Qua bỏ qua. Phối màu đỏ với xanh dương sẽ ra màu gì? Tím. Đúng. Hào. Hồ nước ngọt rộng nhất Đà Lạt là hồ nào? Qua. Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha có tên gọi là gì? La Liga. Đúng. Đạt. Wow. Trời ơi. Hào vừa gọi tên Đạt đúng không? Và Đạt còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra hả em? Đồng đội đã gọi tên em đó. Trưởng nhóm của em đã gọi tên em đó. Mai Đạt à? Chắc là trong nhóm hai anh em cũng thân với nhau phải không em? Phòng bọn em sát nhau luôn á. Sát nhau cho nên là hay gọi nhau đúng không? Đúng rồi, đứng nào gọi nhau luôn. Giống như Hào, ơ Đạt ơi, Đạt ơi, Đạt à. Hóa ra là tất cả đều là giả dối. Bọn họ còn bảo là sẽ nhường cho em đi đến cuối cùng nhưng mà... Ai nói với em câu nói ấy? Đội trưởng của em à? Và cả Trung luôn. Cả Trung luôn. Thì bây giờ mình đã hiểu hơn về cái gọi là tình đồng đội đó em. Không, thật ra là tại vì em cũng nghĩ là sẽ lâu hơn. Giống như cái tên đầu thì em nghĩ là tạo điều kiện cho bác Đạt trả lời đi. Để bác Đạt được nhiều tiền, bác Đạt được vào vòng sau á. Thì ấy, em đã tạo điều kiện cho bác Đạt của em về sớm rồi đấy. Và bác Đạt của em chưa kịp biết chuyện gì xảy ra luôn á. Gương mặt còn hết sức là hoang mang và ngơ ngác. Gói thời gian vừa rồi của chúng ta là 1 phút. Và tất cả số điểm 3.500 điểm của Đạt sẽ chuyển qua cho Hào. Ê Đạt ơi, em hiểu chuyện gì xảy ra với mình chưa em? Đó, rồi ạ. Mình vẫn đang cay cú lắm. Em đang không tin là đồng đội làm thế với mình mà. Đau chứ. Em nghĩ là sẽ gọi tên anh nhưng mà thấy Đạt cái là em thất thần luôn rồi. Và Đạt sẽ ra về với một phần quà là một chiếc điện thoại thông minh từ chương trình. Cảm ơn em, tạm biệt em. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với vòng thi thứ 3. Bây giờ nhóm Monster chỉ còn hai thành viên, đó là Phong Hào và Thái Trung cùng với cô gái Vân Anh. Bây giờ thì các em đã nhắm sẵn cái tên nào là cái tên mà mình sẽ để ngay đầu môi của mình chưa? Chị Anh ạ. Em nghĩ là em sẽ nhắm là chị Anh trước. Nhưng mà nhắm là để kiểu là cho chị thêm điểm chứ em không muốn loại ai hết á. Em sống hiền hòa dễ chịu lắm á. Dù là em nhắm vào chị là để cho chị thêm điểm hay như nào thì dù là loại chị hay là thế nào thì cũng cho chị vinh quang một chút nhé. Okay, như trường hợp vừa nãy đấy, tức là vừa nãy Đạt chưa kịp trả lời câu hỏi đúng không? Là không ai đó. Biết được là Đạt có trả lời được không đúng không? Đó, okay. Đấy. Bọn em đã nắm rõ tính cách của nhau và cái mong ước của nhau rồi, nên là mong rằng là cái tên này thì em sẽ khiến cho chị Anh thỏa mãn. Được. Hãy nhớ rõ tên một người nào mà mình muốn người ấy phải về sớm thì cứ gọi người đó liên tục và trước sau gì người đấy sẽ về. Bây giờ thì Trung đang có điểm số thấp nhất là 3.000 điểm, cùng với Vân Anh cũng là 3.000 điểm ha. Nhưng mà theo luật chơi của chúng ta thì người nào đứng gần bên phía tay trái quanh hơn thì người đó sẽ là người bấm nút đồng hồ thời gian cũng như là người trả lời, và đó chính là Trung. Một lần nữa mời em để tay lên nút bấm. Bắt đầu. Đồng hồ thời gian số 4 chuẩn bị sẵn sàng. Còn có 3 người thôi, hãy nhớ 3 cái tên: Hào, Trung, Anh. Hào, Trung, Anh, Anh, Trung, Hào, Hào, Trung, Anh. Nhớ vậy nhé. Thời gian bắt đầu. Trong bài Rước đèn tháng 8, nhạc sĩ Văn Thánh nhắc tới tên bao nhiêu loại lồng đèn? Trung. 8. Bao nhiêu? 8. Đúng. Tiếp phía sau. Tiếp. Mật độ ozone tập trung cao nhất trong khí quyển nằm ở tầng nào? Tầng ozone. Đúng. Hào. Linh vật đại diện cho đội tuyển Nhật tham dự World Cup 2014 là gì? Pikachu. Đúng. Anh. 15 cộng 35 trừ 50 bằng bao nhiêu? 15 cộng 35 là 50 trừ 5 bằng 0. Đúng. Tiếp. Mũi kê gà là địa danh nằm ở tỉnh nào của nước ta? Bỏ qua. Trong bức chân dung Mona Lisa, danh họa Leonardo da Vinci đã không vẽ phần nào của đôi mắt? Lông mày. Đúng. Thứ hai. Hào. Việt Nam đăng cai Hoa hậu Hoàng vũ thế giới vào năm nào? 2008. Đúng. Trung. Theo truyền cổ tích Cốc kiện trời thì cốc và các loài vật đi kiện trời vì lý do gì? Hạn. Đúng. Anh. Nước tinh khiết nguyên chất được điều chế bằng phương pháp chưng cất được gọi là nước gì? Nước cất. Đúng. Hào. Đường biên giới dài nhất trên đất liền nước ta là với quốc gia nào? Lào. Đúng. Anh. Trụ sở của chính phủ Nga nằm trong một tòa nhà có tên là Nhà Trắng, đúng hay sai? Đúng. Đúng. Trung. Đội tuyển bóng đá nào được mệnh danh là cơn lốc màu da cam? Hà Lan. Đúng. Anh. Trong thần thoại La Mã, vị thần tình yêu được gọi là Eros, đúng hay sai? Sai. Em trả lời đúng, nhưng thời gian đã hết.
Thế thì em vẫn đúng đúng không? Em trả lời đúng. Trong thần thoại La Mã, vị thần tình yêu được gọi là Eros, còn gọi là thần Cupid. Và em trả lời hoàn toàn chính xác câu này, nhưng mà rất tiếc là không đủ thời gian để em gọi tên một trong hai chàng trai kia. Mà tự nhiên em thấy thương em á Vân Anh, trời ơi. Nó như hai chàng trai bên kia dùi dập một mình em, cứ gọi không tên em một mình, em phải đối phó với hai người đó. Cho nên là em có rời khỏi cuộc chơi cũng ngẩng cao đầu và hãnh diện em nha. Cảm ơn hai đứa. 5.500 điểm của Vân Anh thuộc về Thái Trung. Và vừa rồi gói thời gian của chúng ta là 1 phút 30 giây. Wow, wow. Em cứ sợ là 30 giây nữa. Em cứ sợ thế em cứ chuyển liên tục luôn. Chuyển liên tục luôn. Chuyển hết về chị. Chị cảm ơn Trung. Mãi mãi chị sẽ nhớ em Trung. Vân Anh sẽ ra về với một chiếc điện thoại thông minh là phần quà từ chương trình. Chào tạm biệt em. Dạ em cảm ơn ạ. Thưa quý vị, tự nhiên bây giờ tôi đang có một cái cảm giác lo lắng. Là bởi vì tôi sắp sửa chứng kiến một cái cảnh mà ta kêu là huynh đệ tương tàn. Đau chứ, xót chứ em. Loại một trong hai đều là người thân yêu của mình. Đau đớn lắm. Nhưng mà biết làm sao được, bây giờ chỉ có một người đại diện nhóm để thi đấu với cái người đại diện của nhóm thứ hai tại vòng đối mặt mà thôi. Cho nên hai anh em phải quyết liệt tranh xem ai là người xứng đáng hơn để vào vòng đối mặt nha. Hứa với nhau, nếu như có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn mãi mãi là anh em. Hên xui ạ. Hên xui đấy, cái này không thể nói trước được. Vòng này cũng thế, hãy gọi tên người bạn của mình khi mình vừa mới trả lời xong câu hỏi. Bởi vì 1 phút 30 giây, 45 giây gì đó mình đã xài hết rồi. Cho nên anh nghĩ rằng phần thi này của các em thời gian không có nhiều đâu. Chắc từ 1 phút đổ lại. Chuẩn bị. Giờ đây thì đến phiên Hào sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ. Bắt đầu. Đồng hồ số 6. Thời gian dành cho các em. Bắt đầu. Nhân vật lịch sử nào được gọi là Trạng Lương? Lương Thị Vinh. Đúng. Tiếp. Con bò, con dê, con heo, con nào nuôi con bằng sữa? Cả ba con. Đúng. Tiếp. Mạng xã hội Facebook ra đời vào năm nào? 2004. Đúng. Trung. Trong bài hát Chú Voi Con ở Bản Đôn, chú voi con đến từ đâu? Rừng già. Đúng. Tiếp. Trong đông y, phương pháp châm kim hay đốt nóng các huyệt trên da để chữa bệnh gọi là gì? Châm cứu. Đúng. Tiếp. Có bao nhiêu cụm từ chỉ tính chất trong câu sau? Quả táo này vừa xanh vừa chua. Hai. Đúng. Hào. Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ sau? Cha mẹ sinh con. Hại người trời chứ anh. Trời xanh tanh. Gói thời gian vừa rồi của chúng ta là 45 giây. 45 giây. 45 giây rất là ngắn. Và cuối cùng đội trưởng của nhóm là người ra đi. Từ nay về sau, nếu những quý vị khán giả theo dõi nhóm Monster thì đi. Sẽ thấy Trung hoặc là không có, không hoặc có. Là đứng tuốt đằng sau. Đó. Hoặc là đôi khi phải làm một cái nền gì đó, cầm một cái cây, một cái tấm lụa vũ vũ cho các bạn bên trên nhảy múa. Đó là điều mà có thể Trung sẽ phải đối diện. Nói đùa thôi, chứ thật ra anh biết rằng các em đều là một nhóm nhạc. Và dĩ nhiên cái sự gắn kết nó là luôn luôn có. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải nhường cái quyền đi tiếp cho bạn Trung. 12.000 điểm của Hào dồn qua cho Trung. Là Trung sẽ có 26.000 điểm. Chúng ta sẽ chia tay Hào. Hào ra về với một chiếc điện thoại thông minh là phần quà của chương trình. Và thưa quý vị khán giả, như vậy là ở nhóm 1, bạn Trung là người chiến thắng, người duy nhất đại diện nhóm đi đến vòng đối mặt. Nhưng chúng ta hãy chờ xem 5 thành viên của nhóm 2 là ai, họ thi đấu như thế nào và ai sẽ là người xuất sắc nhất. Chúng tôi sẽ quay trở lại cùng chương trình sau ít phút nữa. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với 5 bạn của nhóm 2. Xin mời em số 1 giới thiệu về mình nào. Xin chào tất cả mọi người, Tránh Đại Nghĩa. Mình tên là Trùng Dương, hiện tại mình là sinh viên khoa kiến trúc nghệ thuật. Và bên cạnh đó mình cũng là ca sĩ tự do. Sinh viên khoa kiến trúc, đồng thời là ca sĩ tự do. Em hát solo hay là hát nhóm? Chị hát solo ạ. Hát solo, thường em hát dòng nhạc gì? Dạ ballad ạ. Ballad trữ tình nhẹ nhàng êm dịu ha. Dạ. Rồi một lát nữa anh sẽ mời em hát tặng mọi người nha. Dạ. Tiếp theo cô gái số 2. Dạ xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nisha Kim Anh. Và công việc hiện tại của em là MC cũng như là một beauty blogger.
beauty gì em? Dạ beauty blogger. À là dạ. Em giới thiệu về những cách làm đẹp. Dạ vâng, dạ mình giới thiệu những cách làm đẹp cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái mẹo làm đẹp của mình cho tất cả các cô gái khác. À, còn em làm MC thì em làm những chương trình nào? Dạ, về MC thì em thường làm các chương trình về thời trang. Rất là phù hợp với em, một cô gái xinh xắn dễ thương. Xin mời bạn số 3. Chào anh Đại Nghĩa, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Bá Đô và hiện tại thì em đang là diễn viên tự do. Thường thì em đóng những dạng vai như thế nào em? Khuôn mặt của em thì nó hơi ngầu tí nên em thường đóng vào dạng vai đều ạ. Vai mà bad boy hay là quậy quậy tí ạ. Trai hư á hả? Đúng rồi ạ, trai hư ạ. Và em có muốn thay đổi hình ảnh của mình, đóng một cái vai nào đó nó khác so với những vai mà mình đã từng diễn qua trước giờ không? Dạ có ạ, đương nhiên ạ. Em hy vọng trong tương lai thì em có thể diễn một dạng vai mà giống như kiểu bán vé số hay là nghèo khổ tí. Cái vai nào mà ta thương thương đúng không? Vâng, đúng rồi, vai khổ ạ. Chứ đóng vai ngầu ngầu, quậy quậy hoài cũng buồn em ha. Vâng ạ. Đó là Bá Đô. Số 4, mời em. Xin chào anh Đại Nghĩa và tất cả mọi người. Em tên là Trịnh Công Sang, hiện giờ em là sinh viên của trường Đại học Nông Lâm, Hồ Chí Minh. Em sắp tốt nghiệp và cũng đang đi làm nhân viên. Em làm ở đâu? Em làm ở công ty Nestle Việt Nam. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 23 tuổi rồi. 23 tuổi, còn rất là trẻ, tương lai ngời ngời phía trước. Cuối cùng, cô gái ở vị trí số 5. Em chào anh và em chào tất cả mọi người. Thì em tên là Quỳnh Mai, năm nay em 24 tuổi và hiện tại em đang là một diễn viên. Em làm diễn viên ở đâu em? Em hiện tại đang là một diễn viên tự do. Em có học trong trường sân khấu ra không hay là mình là diễn viên tự do tay ngang bên ngoài? Dạ tay ngang thôi ạ. Sau khi mà em hoàn thành xong chương trình học đại học thì em gửi thẳng bằng cho bố mẹ rồi em đi làm diễn viên luôn. Tại sao kỳ vậy? Tốn 4 năm học đại học rồi không đi làm theo cái nghề mà mình đã học. Dạ, tại vì khi mà mình học xong thì mình mới biết được là cái nghề nghiệp mà mình học thì nó không có thật sự không có phù hợp với mình. Và em biết là cái đam mê từ nhỏ tới lớn của mình là diễn viên nên là em quyết định tay ngang bỏ sang làm diễn viên luôn. Nhưng mà khi em không sử dụng tấm bằng đại học đó để tìm một công việc đúng với lại cái chuyên ngành mà mình đã học thì gia đình có phản đối không? Dạ, bố mẹ từ mặt em luôn ạ. Cái gì? Dạ không, nhưng mà hiện tại bây giờ thì sau một thời gian mà em đã hoạt động thì bố mẹ vẫn từ mặt em ạ. Bố mẹ vẫn không chấp nhận hả? Dạ. Rồi em thế nào? Dạ vâng, thì hiện tại em vẫn tiếp tục từng bước để thuyết phục bố mẹ em là em thật sự phù hợp với ngành nghề này thôi ạ. Mà nói rằng em là một cô gái bản lĩnh á. Dạ. Bởi vì khi không được sự đồng ý ủng hộ của gia đình mà em vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Dạ. Và bằng mọi cách cố gắng nỗ lực để chứng minh cho gia đình thấy rằng cái sự lựa chọn của mình là đúng. Vâng, anh hy vọng rằng em sẽ thành công nha. Vâng, cảm ơn em. Và thưa quý vị, đó chính là 5 thành viên của nhóm 2. Ở nhóm 2 này thì chúng ta cũng như vậy thôi, các em đã theo dõi nhóm 1 thì các em cũng biết rồi đó. Thời gian nó gấp rút lắm cho nên mình trả lời thật nhanh câu hỏi của mình. Nếu trả lời đúng thì hoặc là mình sẽ nói tiếp để anh đọc câu hỏi thêm cho các em, ghi thêm điểm cho mình. Hoặc là hãy gọi tên một người bạn trong số những người bạn ở đây để chuyển lượt cho họ. Hãy nhớ tên của từng người nha: Trùng Dương, Kim Anh, Bá Đô, Công Sang và Quỳnh Mai. Ở nhóm 2 thì Công Sang là người sẽ bấm nút chọn đồng hồ trước. Mời em đặt tay vào nút bấm. Chuẩn bị, bắt đầu. Và đó là đồng hồ ở vị trí số 4. Ở đây có 6 cái đồng hồ: 30 giây, 45 giây, 1 phút, 1 phút 30 giây, 1 phút 45 giây và 2 phút. Cái đồng hồ số 4 này chúng ta vẫn không biết nó bao nhiêu giây. Chỉ có khán giả đang theo dõi chương trình chúng ta tại nhà mới biết mà thôi. Và mình sẽ tập trung vào cái câu hỏi trả lời, đừng để ý tới thời gian nữa nha. 30 giây hay 45 giây hay 1 phút hay bao nhiêu đây? Một lát nữa chúng ta sẽ biết. Và có một cái dấu hiệu nữa để cho các em có thể canh được thời gian cho mình. Đó là nếu như chiếc đồng hồ này nhiều hơn 30 giây thì khi đến 30 giây sẽ có một cái tín hiệu để báo cho mình biết. Đó là... hãy nhớ cái tín hiệu này nha. Và bây giờ thời gian ở cái đồng hồ số 4 bắt đầu hoạt động. Cảm giác nhận được do những kích thích tác động vào một số cơ quan nằm trên mặt da được gọi là gì? Xúc giác. Đúng. Anh. Có mấy chữ cái N trong cụm từ nhấp nha nhấp nhổm? 4. Đúng. Dương. Người nước nào đã sáng tạo ra trò chơi Flappy Bird? Việt Nam. Đúng. Tiếp. Tí có 5 cục kẹo, Tí chia đều cho 5 người bạn của mình thì Tí còn mấy cục kẹo? Không còn. Đúng. Anh Đô. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, vị anh hùng nào đã lấy thân mình để cứu pháo không bị lăn xuống vực? Tô Vĩnh Diện. Đúng. Dương. Hạt lúa sau khi tách lấy gạo thì phần vỏ được gọi là gì? Chấu. Đúng. Chị Anh. Tác giả bài hát Nối Vòng Tay Lớn là ai?
Bỏ qua. Lý Hoàng Nam vô địch giải trẻ Wimbledon 2015 ở hạng mục nào? Bỏ qua. Răng của con trâu mọc ở hàm trên hay hàm dưới? Ở hàm dưới. Đúng. Ở Mai. Người viết ra chương trình máy tính được gọi là gì? Lập trình viên. Đúng. Anh Đô. Dưới điều kiện áp suất không khí là 1 atmosphere, nhiệt độ sôi của nước cất là bao nhiêu độ C? 100 độ C. Đúng. Sang. Nhà máy thủy điện nào lớn nhất Việt Nam tính đến năm 2019? Chị An. Sai, thủy điện Sơn La. Món ăn nào được gọi vui là pizza Đà Lạt? À, bánh nhân nướng. Đúng. Dương. Việt Nam có bao nhiêu thành phố trực thuộc trung ương? 5. Đúng. Chị Anh. Tượng nữ thần tự do hết giờ. À, em mới gọi tên ai? Chị Anh. Kim Anh phải không em? Cái tên nó dễ gọi hay sao Dương? Không, tại em hỏi em quán quá. Em nghe tiếng nhạc. Tình quá. Ủa giờ là em đi về rồi hả anh? Ờ đúng rồi đó em. Ủa gì kỳ vậy anh? Trời em ngỡ ngàng luôn á. Ủa cái game show khiến em ngỡ vô cùng ngỡ ngàng. Ờ hả? Ờ thời gian vừa rồi là chỉ có 1 phút 30 giây mà thôi. Chưa biết chuyện gì sẽ ra với dạ, mình em còn chưa biết chuyện gì ra. Em còn biết chưa biết là câu hỏi. Em còn đang trong cái tâm lý là câu hỏi tiếp theo là gì, tập trung. Trời ơi. Chị em xin lỗi chị. Mọi người ơi, sao mọi người đã tạo ra một cái bộ mắt chương trình nó làm người ta hụt hẫng nhiều. Không, tại như chị xinh quá, em chỉ nhớ chị hoài chị anh thôi. Mẹ nó đẹp như vậy, nó xinh như vậy nên mình hôm nào gọi tên liền ngay cái lúc này để thời gian kết thúc ngay. Kim Anh. Rất là tiếc Kim Anh à. Trời ơi, con tim em đau quá. Tim em đau, anh cũng đau, khán giả cũng sẽ đau bởi vì người ta rất là thấy dễ mến với cái gương mặt của em. 1000 điểm của Kim Anh sẽ chuyển qua cho Trùng Dương. À, Kim Anh, em nói rằng là cái công việc của em vừa là MC rồi vừa là giống như là một cách là mình giới thiệu và mình tư vấn cho các bạn trong cái lĩnh vực làm đẹp. Và em có thể chia sẻ một cái bí quyết nào đó rất là đơn giản dành cho số đông, tức là ở đây vừa có cả nam, vừa có cả nữ và có cả em bé, trẻ con và cả những người trung niên lớn tuổi thì sao? Dạ, thôi chứ bây giờ chia sẻ thực tế từ câu chuyện của em đi. Ví dụ là trong cuộc sống mình chắc chắn sẽ có những cái lúc mà hụt hẫng giống như thế này. Thì mình không nên mang cái sự hụt hẫng đó đi về nhà mình nữa. Mình bỏ qua đi và mình sẽ ở bên ngoài kia và cổ vũ tiếp cho các thành viên còn lại trong chương trình ngày hôm nay. Đó là một tinh thần rất là lạc quan và anh nghĩ nó là một điều tích cực trong cuộc sống của chúng ta. Và thật ra cái đẹp nó không phải chỉ đến từ bên ngoài, mà nó đến từ chính trong cái tinh thần của chúng ta nữa. Dạ. Một khi chúng ta đón nhận mọi việc nó một cách nó nhẹ nhàng hơn và nhìn nó theo cái hướng tích cực thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng à, mọi việc nó trở nên nó êm ái, nó không có quá to lớn, nó không quá làm cho mình phải hụt hẫng mà buồn, đúng không em? Dạ đúng rồi. Cảm ơn em về một cái bí quyết, một cái cách để chúng ta làm đẹp nó rất là đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu, thưa quý vị. Cảm ơn Kim Anh và em sẽ ra về với một phần quà là một chiếc điện thoại thông minh từ chương trình. Chào tạm biệt Kim Anh. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với đối mặt thời gian và đây là vòng thi thứ 2. Trung Dương hiện nay đang có 3.500 điểm, Bá Đô 1.000 điểm, Công Sang 1.000 điểm và Quỳnh Mai 500 điểm. Người thấp điểm nhất sẽ là người bấm chọn đồng hồ thời gian ở vòng thi tiếp theo. Mời Quỳnh Mai đặt tay vào nút bấm. Bắt đầu. Số 2, đoán thử coi nhiêu giây em? Chắc 30 giây quá. Cũng có thể nha. Có thể là ở cái lượt đầu tiên thì cái đồng hồ thời gian nó hơi dài chút xíu cho mỗi người đều có cơ hội thể hiện kiến thức của mình. Nhưng ở những cái lượt sau, thời gian có khi nó sẽ ngắn lại dần và chúng ta hoàn toàn bất ngờ với cái đồng hồ mà mình bấm chọn được. Cứ cố gắng tập trung vào câu hỏi Quỳnh Mai nha. Thời gian bắt đầu. Hoàng Thư là vợ của nhân vật nào trong truyện Kiều? Thúc Sinh. Đúng. Tiếp. Đường bờ biển của nước ta dài 3.260 km chạy từ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến Hà Tiên thuộc tỉnh nào? Tiền Giang. Sai, Kiên Giang. Tên một loại rong biển có màu xanh thẫm giòn được thái sợi trong món chè đậu xanh? Phổ Tai. Đúng. Anh Đô. Băng đường là tên Hán Việt của một loại đường mà trong dân gian gọi là đường gì? Đường Phèn. Đúng. Sang. Câu lạc bộ bóng đá nào của nước Ý giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3? Juventus. Đúng. Dương. Người có ngày sinh là 29 tháng 2 sẽ đón sinh nhật bao nhiêu năm một lần? 4 lần. 4 năm một lần. Đúng. Anh Đô. Ai là nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên được Google Do tôn vinh vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 80? Trịnh Công Sơn. Đúng. Mai. Nghệ sĩ hài Trấn Thành đã vào vai nhân vật nào trong phim điện ảnh Trạng Quỳnh? Á Sập. Đúng. Anh Dương. Trong lời bài hát Ra Chơi Vườn Hoa của tác giả Văn Tấn, nhân vật em đã hái bông hoa gì? Không hái bông gì cả. Đúng. Anh Sang. Số nào trong dãy số sau đây khác nhóm với các số còn lại 2, 7, 9, 15, 21? 2.
Đúng. Anh Đô. Trứng gà so là trứng được gà mái đẻ trong lứa thứ mấy? Lứa đầu tiên. Đúng. Sang. Trong phim Kính Vạn Hoa, nhân vật Tiểu Long có bao nhiêu anh em? Bốn. Đúng. Mai. Thành phố nào là tỉnh lỵ của tỉnh Ninh Thuận? Tháp Tràm. Tháp Tràm. Đúng. An Dương. Mạng Arpanet là tiền thân của mạng nào được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới? Internet. Đúng. Anh Đô. Ai đã đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam đầu tiên? Hennie. Sai. Thùy Lâm. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 100 bằng bao nhiêu? 106. Đúng. Mai. Ai là người được nhân dân tôn là Bình Tây Đại Nguyên Soái? Bỏ qua. Trong 11 nước Đông Nam Á có bao nhiêu nước giáp biển? 10. Đúng. Indo. Xoài cát Hòa Lộc có xuất xứ từ tỉnh nào ngày nay? Tiền Giang. Đúng. Dương. Thôi. Dương ơi. Dạ xong rồi anh. Người ta gọi tên em rồi. Bây giờ thì em hiểu cảm giác của Kim Anh hồi nãy rồi. Wow. Bá Đô đã kịp gọi tên Dương. Cảm giác em sao Đô? Em nghĩ là em đã bị loại rồi. Nhưng mà không ngờ là em đã đọc kịp. Thì chắc là do em may mắn thôi. Anh rất là xin lỗi Dương nhé. Không sao đâu. Em đau lòng quá. Giờ bắt đầu hụt hẫng mọi người rồi. Nhưng mà em đứng lại với chương trình lâu hơn Kim Anh. Kim Anh là có 1 phút 30 giây thôi. Còn em đứng thêm được vừa rồi là 2 phút nữa. Thời gian vừa rồi của chúng ta là 2 phút các bạn nha. Và rất là tiếc khi mà thời gian đã kết thúc ngay Dương khi anh còn chưa kịp đọc câu hỏi luôn. Dương hiện nay đang có 5.000 điểm và 5.000 điểm này sẽ được chuyển sang cho Bá Đô. Cô anh nhé. Dương ơi. Dạ. Thì đúng là mình hụt hẫng đúng không? Dạ. Mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ dừng sớm đến như thế. Thôi bây giờ trước khi chia tay, nãy anh có nói đó, hát tặng cho mọi người một bài hay một đoạn nào đó cũng được. Dạ. Thì đến với chương trình này thì em rất là vui với được trải nghiệm các anh chị ở đây. Và đặc biệt là gặp được anh chị Đại Nghĩa. Ca khúc em xin gửi đến mọi người bài hát được mang tên Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ. Là anh cố chấp yêu em dù không thể nói thành lời, vì dài khờ anh thu mình trong suy tư của em, dù muôn sầu anh thứ nhớ ai xin một mình man hê. Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn và nụ cười em luôn trên bờ môi. Sao cái bài hát nó đúng tâm trạng quá. Đúng từng câu từng chữ luôn đó. Nụ cười em luôn tươi trên bờ môi kìa. Bá Đô em cười tươi lắm Bá Đô ha. Và anh thấy rằng là Dương có một giọng hát rất là hay, ấm áp và truyền cảm. Anh tin chắc rằng em sẽ thành công trong tương lai nếu như em tiếp tục cố gắng và nỗ lực với con đường mà em đã lựa chọn nha. Dạ cảm ơn anh. Dương cũng sẽ ra về với một phần quà của chương trình là một chiếc điện thoại thông minh. Và chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị khán giả sau ít phút nữa. Vòng 3 của nhóm 2 đã quay trở lại thưa quý vị. Và chắc chắn rằng bây giờ sẽ càng kịch tính hơn, gây cấn hơn. Bởi vì chỉ còn có 3 người mà thôi. Không còn nhiều sự lựa chọn khác. Chỉ có 3 người gọi tên nhau: Quỳnh Mai, Công Sang và Bá Đô. Ai sẽ là người tiếp theo phải rời khỏi cuộc chơi? Hiện nay thì Bá Đô đang có 8.500 điểm, Sang đang có 2.500 điểm và Quỳnh Mai 3.500 điểm. Như vậy là Sang sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ tiếp theo. Bắt đầu. Đồng hồ số 6. Nhớ tên nhau hết chưa? Quỳnh Mai, anh vừa mới thấy hình như em thở lên, không Quỳnh Mai? Dạ. Trái tim em ổn không? Trái tim của em rất đau. Em là người đứng lại tới giờ này mà còn đau cái gì? Dạ, em đau tim, em không biết khi nào em sẽ phải bị mấy hai anh này đá ra ngoài. À, nói gì nói, người ta cũng con gái thôi. Có gì thì cũng nhẹ tay chút mấy anh ha. Bớt gọi tên ta đi, mặc dù người ta xinh đó. Ra ngoài kia muốn gọi gì gọi, còn đây chịu khó gọi tên nhau đi. Đúng rồi đó em, mình mà loại được một trong hai đối thủ của nhau mà thì cái bông hoa kia của mình chỉ còn của ai nữa. Đúng không? Đó. Chuẩn bị, Công Sang, chú ý nha. Thời gian bắt đầu. Giải Village được tổ chức lần đầu tiên vào năm nào? Bỏ qua. Trong đơn vị đo lường 1 decimet bằng bao nhiêu cm? 10 cm. Đúng. Đúng. Tháp Pisa nổi tiếng thế giới nhờ đặc điểm nổi bật gì? Nghiêng. Đúng. Sang. Lễ hội truyền thống Nghinh Ông cấp thành phố được tổ chức ở huyện nào của thành phố Hồ Chí Minh? Cần Giờ. Đúng. Mai. Ông 30 là tên gọi khác của loài vật nào? Hổ. Đúng. Anh Dương. Anh Đô.
Với 8 và 9, chúng ta cần làm phép tính gì để thu được kết quả là 72? Nhân. Đúng. Mai. Tỉnh nào có tên dài nhất trong các tỉnh ở Việt Nam? Bà Rịa Vũng Tàu. Đúng. Tiếp. Trong cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh chặn về đích tại thành phố Hồ Chí Minh luôn vào ngày nào? 30 tháng 4. Đúng. Anh Sang. Hoàn thành câu tục ngữ sau: rau tôm nấu với ... chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Rau tôm nấu với ruột bầu. Đúng. Anh Đôn. Trong thành phần của sữa có chứa nhiều chất khoáng nào quan trọng giúp xương chắc khỏe? Canxi. Đúng. Sang. Năm 2007. Đau lòng quá. Thực ra vừa rồi thấy hai em chơi rất đẹp. Ít gọi tên cô ấy. Có thời gian vừa rồi của chúng ta là 1 phút. Và Sang, 4.000 điểm của em sẽ thuộc về Bá Đô. Thank you em. Em cho anh đây. Anh hãy giữ lấy bông hồng còn lại. Có người yêu chưa Sang? Dạ có rồi. Năm nay 23 tuổi có người yêu rồi hả? Ừ. Hôm nay về sớm vậy có lời nào nói với anh ta không? Khi là sống nhìn hình thì em chỉ biết là những yêu thương dành cho gia đình và người ấy thôi. Trời ơi, ngọt ngào quá, dễ thương quá. Sang, em sẽ ra về với một phần quà là một chiếc điện thoại thông minh từ chương trình. Chúc em sẽ thành công trong công việc cũng như là cái tình cảm thật đẹp với người ấy của em nha. Dạ, em cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ chia tay với Công Sang. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại cùng Đối Mặt Thời Gian. Đây là vòng thứ tư, vòng quyết định để xem coi ai sẽ là người xuất sắc đại diện nhóm 2 bước vào vòng đối mặt. Hiện nay thì Đô đang có 14.000 điểm và Mai 5.500 điểm. Bây giờ thì Mai điểm thấp hơn. Mai sẽ là người bấm nút chọn đồng hồ. Mời em. Đồng hồ số 5. Hít một hơi thật sâu nè Ken. Thời gian bắt đầu. Ánh sáng do các loài vật phát ra gọi là ánh sáng gì? Ánh sáng sinh học. Đúng. Tiếp. Hiện vật tiêu biểu cho nền văn hóa Đông Sơn là gì? Đông Sơn. Chống đồng. Đúng. Tiếp. Sông Đà thuộc hệ thống sông Hồng, đúng hay sai? Đúng. Đúng. Anh Đô. Dầu hướng dương được chiết xuất từ loại hạt nào? Hạt hướng dương. Đúng. Mai. Hoàng hôn là thời điểm mặt trời sắp lặn hay sắp mọc? Lặn. Tiếp. Đúng. Triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam là triều đại nào? Nguyễn. Mai ơi. Thời gian của chúng ta chỉ có 30 giây mà thôi. Với cái đồng hồ mà em đã lựa chọn. Trời ơi, tiếc quá, phải chia câu trước em chuyển qua cho Đô cái là mình có cơ hội mình thành công. Mặc dù em đã trả lời chính xác câu này, nhưng chưa kịp gọi tên Đô thì thời gian đã kết thúc. Tiếc không em? Trái tim của em vẫn đang rất đau. Và thưa quý vị, như vậy là 9.000 điểm của Quỳnh Mai sẽ chuyển sang cho Bá Đô. Thường em đóng những dạng vai gì Mai? Phản diện ạ. Đóng vai phản diện, gương mặt hiền lành mà đóng vai phản diện hả? Dạ, thì các anh đạo diễn thì thường nhận xét em là mặt em là diễn vai hiền lành nghe thơ nó sẽ rất là sai. Khi mình đóng vai phản diện em thì gương mặt của mình nó cũng có một chút gì đó sát khí đúng không? Dạ. Cái sắc diện nó quan trọng lắm. Vậy bây giờ em hãy thử sử dụng cái gương mặt đó nhìn qua cái người đã góp phần loại em khỏi cuộc chơi thì như thế nào? Coi chừng đấy. Có đá đá cái lưỡi trong miệng đó, coi chừng đó. Rất là tiếc khi chúng ta sẽ phải chia tay với cô gái xinh đẹp Quỳnh Mai tại đây. Và Bá Đô sẽ là nhân vật đại diện cho nhóm 2 bước vào vòng đối mặt gặp gỡ với nhân vật xuất sắc nhất của nhóm 1. Còn Quỳnh Mai sẽ ra về với một chiếc điện thoại thông minh là phần quà của chương trình. Cảm ơn em nha. Và chúng ta sẽ quay trở lại cùng Đối Mặt Thời Gian sau ít phút nữa. Thưa quý vị, đây là vòng đối mặt. Hai chàng trai xuất sắc của hai nhóm Thái Trung và Bá Đô sẽ đối mặt cùng với nhau ở vòng này. Trung đang có 26.000 điểm và Bá Đô 23.500 điểm. Mỗi bạn sẽ có một đồng hồ thời gian là 60 giây. Khi anh đọc câu hỏi, các bạn trả lời đúng thì anh sẽ đọc tên người còn lại để tiếp tục trả lời. Cứ như thế chúng ta sẽ luân phiên trả lời những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Nếu thời gian 60 giây của bạn nào hết trước thì bạn ấy sẽ là người thua cuộc. Và tất cả số điểm mà các bạn đang có sẽ chuyển qua cho người chiến thắng. Và người chiến thắng sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Các bạn nắm rõ luật chơi chưa? Cố gắng lên nha. Ở đây Đô đang có điểm số thấp hơn cho nên Đô sẽ là người trả lời đầu tiên. Chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian bắt đầu. Hệ thống bì đào Củ Chi có bao nhiêu tầng? Bỏ qua. Tuổi của Hà trừ cho 7 cộng 6 bằng 19. Vậy năm nay Hà bao nhiêu tuổi? 18. Sai, 20 tuổi. Cây tre có nở hoa không? Bỏ qua.
Tỉnh nào có diện tích trồng cà phê lớn nhất cả nước? Lâm Đồng. Sai. Đắk Lắk. Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào? Bỏ qua. Xứ sở bò tót là biệt danh của đất nước nào? Tây Ban Nha. Đúng. Trung. Cua biển Nam Căn là đặc sản của tỉnh nào nước ta? Bỏ qua. Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi cô bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Đúng. Đô. Chợ nổi nào nổi tiếng ở tỉnh Tiền Giang? Cái Răng. Sai. Cái Bè. Bệnh cúm lây truyền qua con đường nào là chủ yếu? Không khí. Sai. Hô hấp. Trong 12 con giáp, con nào không có thật? Bỏ qua. Thời điểm mặt trời sắp mọc được gọi là gì? Bình minh. Đúng. Trung. Trong năm giác quan, mắt thuộc giác quan nào? Bỏ qua. Bạch tuộc có mấy trái tim? Không có. Sai. 3. Con vật nào là con lai giữa con ngựa và con lừa? Nhân mã. Sai. Con la. Xã đông người nhất là xã nào? Sao anh nói lại chưa? Xã đông người nhất là xã nào? Bỏ qua. Nhím là động vật đẻ con hay đẻ trứng? Đẻ con. Đúng. Đô. Gốc cây lúa còn lại sau khi gặt gọi là gì? Dạ. Đúng. Trung. Con gà, con vịt, con heo, con nào là gia cầm? Gà. Sai. Con gà, con vịt. Ủa? Khi đang len, ta cần mấy cây kim đan? 2. Đúng. Đô. Trong tiếng Việt, kiểu gõ VNI bỏ dấu bằng chữ hay bằng số? Và thời gian 60 giây của Bá Đô đã kết thúc. Chúc mừng em. Còn Trung, em may mắn lắm nha. Em không hiểu tại sao luôn. Đồng hồ thời gian của Trung còn lại được 4 giây. Ôi, có hiểu tại sao luôn. Chắc có lẽ là các em cũng hồi hộp, cho nên có những câu hỏi các em đã bỏ qua khá nhiều, hoặc là mình đã trả lời còn thiếu, hoặc trả lời chưa chính xác. Như vậy là Bá Đô sẽ phải rời khỏi chương trình của chúng ta. 23.500 điểm của Bá Đô sẽ chuyển qua cho Thái Trung. Chúc mừng em. Trung ơi, bây giờ thì cảm giác thế nào? Thực sự thì em không thể thích cảm giác chiến thắng lắm. Sao vậy? Tại vì lúc nãy chiến thắng ở vòng trước thì kiểu em ra ngoài xong bị mọi người cô lập luôn. kiểu mình mang tội luôn ấy, là kiểu tại vì em mà mọi người thua xong rồi các thứ nữa. Em thấy hơi có lỗi. Coi như cái nhóm nhạc em từ mặt em luôn rồi đó hả? Vâng, từ mặt rồi. Nhưng mà biết sao được tham gia cuộc chơi phải thế thôi. Thế còn Bá Đô sao em? Nói chung là em đi tới vòng này thì cũng là do sự may mắn, và em nghĩ là cũng vui lắm rồi. Thì cũng chúc mừng cho Trung. Và chúc em sẽ chiến thắng ở vòng đặc biệt. Và thưa quý vị, như vậy là với hai chàng trai này thì Trung sẽ là người bước vào vòng đặc biệt của chương trình Đối Mặt Thời Gian. Còn Bá Đô, dĩ nhiên em cũng sẽ nhận được một phần quà là một chiếc điện thoại thông minh. Chúng ta sẽ đến với vòng đặc biệt của Đối Mặt Thời Gian sau ít phút nữa. Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng đặc biệt chương trình Đối Mặt Thời Gian. Và người đang đứng trước mặt đại nghĩa bây giờ là Thái Trung. Một chàng trai còn rất trẻ mà hình như cũng đang rất là lo lắng hồi hộp về cái vị trí mà mình đang đứng. Đúng, em lo là vì đây là lần đầu tiên mà em được vào chung kết của một cuộc thi game show luôn. Vậy hả? Khi nào giờ chơi là về sớm không hả? Vâng. Và hôm nay lý do vì Sam có mặt ở cái vòng đặc biệt này em có thể lý giải được không? Em không biết, hoặc là tại vì có anh á. Chính là một niềm may mắn đối với em. Cảm ơn em. Ở vòng này em trả lời được 5 câu hỏi thôi. Đúng 5 câu hỏi trong vòng 30 giây thì em sẽ có trọn vẹn 100% số điểm thưởng mà em đang sở hữu. Nếu như em cần đến 40 giây để trả lời đúng được 5 câu thì số điểm chỉ còn 50%. Trả lời 5 câu trong vòng 50 giây thì số điểm thưởng còn lại là 25%. Và nếu dùng hết 60 giây mà trả lời đúng được 5 câu, chúng ta còn lại 12,5%. Còn nếu như em trả lời đúng được 3 câu hoặc 4 câu thôi thì em sẽ có số tiền thưởng là 5 triệu đồng. Okay. Ít nhất là cũng được như đó đi em nha. Để còn có cái ra mà nói chuyện với mấy anh em trong nhóm mình nữa. Có cái mời anh em đi anh. Nhưng mà em nghĩ là không được đâu ạ. Em đang lo lắng. Tự tin lên em. Dạ. Mình đã loại họ sớm như vậy thì bây giờ mình phải có cái gì mình bù đắp lại cho họ chứ. Okay. Yeah. Rồi, sẽ tự tin. Chuẩn bị nào. 60 giây dành cho Thái Trung. Bắt đầu. Tên gọi chim vành khuyên là chỉ đặc điểm nổi bật của mắt hay là chân chim? Đừng có bỏ qua, nghe rõ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, người anh hùng nào đã lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai? Bỏ qua.
Gọi tên một ống hô hấp chạy từ dưới thanh quản đến đoạn cuối thì chia đôi thành hai phế quản chính. Phổi. Sai, khí quản. Khí quản. Vị trạng nguyên nào nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam? Nguyễn Hiền. Đúng. Món cá kho nổi tiếng của làng Vũ Đại ở tỉnh Hà Nam được làm từ loại cá gì? Bỏ qua. Lễ trao giải Oscar 2019 được diễn ra tại bang nào của nước Mỹ? Bỏ qua. Bộ phim điện ảnh nào đã đoạt giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20? Em chưa 18. Đúng. Bài hát Mẹ Yêu do tam ca Ba Con Mèo trình bày là một sáng tác của ai? Bỏ qua, bỏ qua. Số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số là số nào? Bỏ qua. Bỏ qua. Tên gọi khác của đường vĩ tuyến không độ là gì? Bỏ qua. Trạng nữ coi ơi. Thôi dễ cảm thấy không tự tin về kiến thức. Em ơi, bây giờ này bình tĩnh nè. Cái bài hát Mẹ Yêu em biết không? Biết ạ. Của nhóm Ba Con Mèo, em biết về nhóm Ba Con Mèo không? Vâng, nhưng mà em không nhớ ai sáng tác. Em biết tên của trưởng nhóm Ba Con Mèo không? Một chị rất nổi tiếng. Chị vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ, sau này vừa là nhà sản xuất âm nhạc, vừa là giám khảo của rất nhiều chương trình về âm nhạc. Đạo diễn Phương Nguyên. Đúng rồi. Đó là chị Phương Nguyên luôn ạ. Đó, chị là người sáng tác bài hát Mẹ Yêu luôn, một bài hát rất là nổi tiếng, viết về mẹ. Không, tại vì lúc mà anh hỏi em run quá. Em thì không, đó, anh em không còn nhớ Kim. Chắc là thời gian làm cho em áp lực căng thẳng, cho nên chỉ trả lời đúng được hai câu mà thôi. Dạ. Như vậy là có nghĩa Thái Trung đã không vượt qua được thử thách tại vòng đặc biệt này. Thưa quý vị, kết thúc chương trình hôm nay thì hai chàng trai có mặt tại vòng đối mặt là Bá Đô và Thái Trung. Mỗi người sẽ nhận được một phần quà của chương trình, đó là một chiếc điện thoại thông minh. Còn Trung, anh nghĩ rằng em sẽ nhận được nhiều tình cảm từ các thành viên trong nhóm nhạc của em nha. Vâng, cũng được ạ. Chúc em may mắn và bảo trọng. Thưa quý vị, đến đây thì đối mặt thời gian xin được phép kết thúc. Chương trình cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Hải Nam Media thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng Hura bánh bông lan được làm từ trứng đến từ công ty cổ phần BBK và Bifina Nhật Bản, tiêu hóa dễ dàng, đại tràng khỏe mạnh, đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nha, bắt tay. Em tên là Lê Nhân và em hiện là diễn viên tự do ạ. Dạ. Là muốn diễn thì diễn. Dạ đúng không rồi. Diễn thì thôi phải không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà sau khi nghe luật chương trình em quyết định đổi tên. Quân ca lọt trong tâm dung. Rừng sát. Đúng. Ngọc. 78. Đúng. Ngọc. Singapore. Sai. Trên cây. Đón xem top 8 đối mặt thời gian phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2019 trên kênh HTV7.